Hyeri Jun Jun Hyun là một trong những cặp đôi phim giả tình thật hot nhất sau Big Hàn. Tuy không thành đôi trong Dreamly 1988 nhưng ở ngoài đời, hai diễn viên lại có chuyện tình vô cùng ngọt ngào suốt nhiều năm và không hề có dấu hiệu rạn nứt. Thế nhưng mới đây, cả hai bị nghi đã chia tay khiến các fan đứng ngồi không yên. Cụ thể, nữ diễn viên Hyeri đang tham gia bộ phim My Romance is Gumiho với tình màn ảnh Song Hye Kyo, Jang Ki Yong. Cả hai có phản ứng hóa học ngọt ngào trên phim và tương tác cực thân thiết ở ngoài đời. Thế nhưng cũng vì quá thân thiết, netizen cho rằng Hyeri, Ri Yu Jeon đã chia tay. Mới đây, Hyeri và Jang Ki Yong tham gia chương trình Radio và tại đây họ có hành động tương đối ám muội. Khi Jang Ki Yong đang hát nhép theo bài hát, Hyeri đã vươn tay ra giả làm micro cho tình màn ảnh hát. Và cũng rất tự nhiên, Jang Ki Yong đã nắm lấy tay của Hyeri và say sưa hát hò tiếp. Tình huống này đã khiến netizen tranh cãi kịch liệt vì cặp đôi diễn viên quá thân thiết với nhau ngoài đời, nhất là khi Hyeri đã có bạn trai. Trước đó, netizen cũng đã soi ra hàng loạt nghi vấn bất thường của cặp đôi. Trên trang cá nhân, Hyeri đăng tải ảnh cặp đôi nắm tay nhau tình tứ để quảng bá phim. Điều bất ngờ nữa đó chính là Hyeri, Jang Ki Yong nắm chặt tay nhau trong buổi họp báo. Nhiều dân mạng cho rằng đó là hành động không cần thiết. Bộ ảnh tạp chí của cặp đôi cũng từng gây sốt vì quá tình tứ và ngọt ngào. Lúc đó, dân mạng réo gọi Ri Yu Jeon với thái độ vui vẻ. Nhưng giờ đây, nhiều netizen nghi Hyeri đã chia tay nên mới thân thiết quá mức với bạn diễn nam như thế. Đáng nói, Ri Yu Jun Jeon lại là người rất giữ kẻ với bạn diễn nữ lẫn fan hâm mộ. Mỗi khi chụp ảnh với người khác giới, nam diễn viên đều thể hiện mình là hoa đã có chủ bằng cách nắm chặt tay chứ không hề quàng vai bá cổ. Sự tinh tế này của Ri Yu Jun Jeon đã từng được fan hâm mộ hết lòng khen ngợi. Chính vì vậy, việc Hyeri tình bể bình với bạn diễn nam bị đánh giá là khó có thể chấp nhận được. Hiện tại, cả Hyeri, Jang Ki Yong và Ri Yu Jun vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Hyeri, Ri Yun Jeon bén duyên khi đóng chung phim Dreamly 1988 và vai trò cô hàng xóm đốc xuân ngốc nghếch, ngây ngô nhưng lại rất đáng yêu, Hyeri đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. Sau thành công vang dội của bộ phim, tên tuổi của Hyeri nổi lên như một hiện tượng đáng mong đợi sẽ bùng nổ của màn ảnh Hàn. Em gái quốc dân nhanh chóng phủ sóng truyền hình xứ Kim Chi trong hàng loạt tựa phim vắng khách như Two Cop, Miss Lee, Bom tấn cổ trang, Monstrum. Tuy nhiên, kỳ vọng lớn thì thất vọng lại càng nhiều. Sự xuất hiện của cô trong hầu hết tựa phim này đều bị đánh giá thấp, một màu đơ cứng. Thậm chí cô nàng từng phải xin lỗi khán giả về diễn xuất của mình và phải nhận giải thưởng mâm xôi vàng Hàn Quốc cho hạng mục nữ diễn viên tệ nhất. Đối lập với diễn xuất, con đường tham gia các chương trình giải trí sự kiện quảng cáo của Hyeri có vẻ khá khẩm hơn nhiều. Sau thành công của Reply 1988, Hyeri nhận về hàng chục show quảng cáo với mức cát-xê cao ngất ngưỡng, đến mức từng được xếp hạng ngang với Suzy, nhanh chóng xếp thứ 3 trong danh sách những triệu phú trẻ mới nổi trong năm 2015. Quay các clip chia sẻ về cách chăm sóc da trang điểm trên YouTube cũng là thế mạnh của cô nàng này. Trong Reply 1988, Ri Yu Jun Jeon thủ vai Hwan, một thiếu gia giàu có bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Tuy chỉ là nam phụ, nhưng Ri Yu Jun Jeon đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Tiếng vang bộ phim đã nâng tầm Ri Yu Jun Jeon từ một diễn viên vô danh trở thành cái tên tiềm năng của điện ảnh Hàn Quốc. Tuy không nên duyên trên phim, nhưng Hyeri và Ri Yu Jun Jeon lại yêu nhau ngoài đời thực. Cả hai đã bên nhau hơn 6 năm, tình cảm gắn bó, bền chặt của họ khiến ai nấy vô cùng ngưỡng mộ. Hyeri cũng từng khiến mọi người thích thú khi nhận xét bạn trai mình là một người khá lạnh lùng, nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm cho người khác. Cô nàng cũng cho biết không những là bạn trai trong mối quan hệ tình cảm, mà Ri Yu Jun Jeon cũng là một người thầy dạy cho Hyeri nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất. Mặc dù là một trong những cặp đôi đình đám của giới giải trí Hàn Quốc, thế nhưng cả hai rất ít khi nhắc đến nhau hoặc lộ mặt hẹn hò trước truyền thông để tránh những ồn ào không đáng có. Dù ít khi nhắc về đối phương, thế nhưng mỗi khi được hỏi đến, cả Ri Yu Jun Jeon và Hyeri đều mỉm cười hạnh phúc xác nhận về tình cảm tốt đẹp của họ. Chính vì vậy, trước những tin đồn bủa vây như hiện tại, netizen đều mong cặp đôi sớm lên tiếng đính chính để các fan hâm mộ được yên tâm.